Dạ, hôm nay là nhân ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, thì con xin chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe, càng ngày trẻ đẹp. Và con biết là con đi học là từ sáng đến chiều thì mẹ cũng về trễ hơn con, là con với mẹ không có thời gian ở bên nhau, không có thời gian để tâm sự. Nhưng mà mỗi lần mà con đi diễn hay là đi quay gì là mẹ đều ở bên con. Con thấy là mỗi lần con về nhà con hay nói chuyện rất là trống không, với lại không có giả thưa với mẹ thì con cũng thấy rất là có lỗi. Tại vì cũng một phần là có nhiều lúc rồi con cũng đang bực quá, con rất là xin lỗi. Với lại con cảm thấy dạo này con dành thời gian cho người ngoài rất là nhiều hơn người trong gia đình. Con không có thời gian quan tâm đến mẹ với lại ba. Con hứa là sau này con sẽ rất là ngoan, con rất là yêu mẹ.